Bên cạnh những chiếc đồng hồ dây kim loại thì mẫu dây da cũng được các quý ông ưa chuộng phổ biến ngày nay. Đồng hồ dây da có thể chiều lòng mọi quý ông nhờ thiết kế và chất liệu lại dễ đeo, mềm tay. Nếu như dây kim loại thường mang cảm giác nặng nề hay lỏng lẻo thì dây da lại vô cùng vừa vặn, thoải mái. Đặc biệt, khi đeo đồng hồ dây da, các chàng có thể biến hóa mọi phong cách phù hợp. Hãy cùng Oba tìm hiểu 5 đồng hồ nam dây da cao cấp nổi tiếng nhất thế giới trong video này nhé. Fjdzq Constant FC710MC4H4. FC710MC4H4 là mẫu đồng hồ dây da cao cấp được Fjdzq Constant cực kỳ chăm chút từ khâu thiết kế đến chế tác. Mặt số đồng hồ sử dụng tông màu trắng bạc làm chủ đạo, nhấn nhá thêm vào đó là các chi tiết cọc số, bộ kim, logo màu đen. Tất cả đã tạo nên hiệu ứng dễ nhìn, bắt mắt cho người đeo. Vỏ đồng hồ được mạ một lớp vàng hồng phối cùng dây da cá sấu nâu sang trọng, đẳng cấp, với cọc số la mã và bộ kim mắt ngỗng bờ di quết. Chiếc đồng hồ còn mang lại một chút dư vị cổ điển. Seiko SSA392J1. Mẫu đồng hồ Seiko SSA392J1 là một trong những thiết kế nổi bật của bộ sưu tập Berserk cốc tai tham với tông màu cà phê lạ mắt. Mặt số là 40,5mm phối cùng dây da nâu thanh lịch. Chiếc đồng hồ rất phù hợp với hầu hết cổ tay nam giới châu Á. Mặt dial được trang trí bằng bộ kim và cọc số thanh mảnh, nổi bật trên nền vân sunburst. Ở vị trí 6 giờ, Seiko khéo léo sắp xếp bộ lịch ngày ấn tượng. Kèm với đó là chức năng đo năng lượng tích trữ Power G-Server trải dài từ vị trí 12 giờ đến 4 giờ. Bảo vệ cho mặt số là lớp kính cơ vờ HLED cong vòng quyến rũ có khả năng chống sức cực tốt. Ernest Borgen GGA 8182-8551BK. Ernest Borgen là thương hiệu đồng hồ Thụy Sĩ luôn thu hút sự quan tâm của nhiều khách hàng khi đến với Gale Watch. GGA 8182-8551BK được chế tác vô cùng tỉ mỉ từ những vật liệu tiêu chuẩn. Ernest Borgen đã áp dụng thiết kế quen thuộc cho mặt số là sử dụng nền trắng. Nhấn nhá vào đó là các chi tiết cọc số la mã, kim bờ di quét đen nổi bật. Để GGA 8182-8551BK có thể vận hành trơn tru, chính xác, ổn định, hãng đã sử dụng bộ máy Automatic tinh xảo. Bộ máy có chức năng tự động lên cót rất tuyệt vời, dễ dàng sử dụng. Zado giờ 228-66105. Zado là thương hiệu cao cấp Thụy Sĩ, đã có hơn 100 năm kinh nghiệm trong ngành chế tác đồng hồ. Hãng luôn theo đuổi sự đột phá trong vật liệu chế tác, nhưng vẫn đảm bảo sự sang trọng và thanh lịch. Zado giờ 228-66105 được thiết kế cực kỳ đơn giản. Mặt số được trải tia tạo hiệu ứng đẹp khi nhìn. Trang trí thêm bộ kim mạ vàng hồng và cọc số dạng vạch. Dây đeo được làm từ da cao cấp, ôm sát cổ tay, mềm mại, thoải mái khi dùng. Ozion giờ EHH0003S00B. Ozion là một trong ba nhà sản xuất đồng hồ hàng đầu Nhật Bản. Giờ EHH0003S00B là một trong những chiếc đồng hồ nam dây da được bán chạy nhất hiện nay với thiết kế cực kỳ bắt mắt. Trên mặt số đồng hồ, Ozion đã khéo léo đặt lên một ô cửa sổ lộ cơ do hãng tự sản xuất trên nền trắng. Mặt số phụ có chức năng đo mức năng lượng dự trữ của máy. Giờ EHH0003S00B còn ghi điểm tuyệt đối khi sử dụng gam vàng hồng sang trọng cho lớp vỏ. Kèm theo đó là bộ kim xanh dương nổi bật ở trung tâm. Cuối cùng là chiếc dây đeo da cao cấp màu nâu sang trọng, mạnh mẽ, cuốn hút. Tất cả tạo nên một mẫu đồng hồ vô cùng phù hợp với những quý ông sang trọng mà lịch sự. Những chiếc đồng hồ nam dây da luôn nhận được nhiều tình cảm của các quý ông thanh lịch, sang trọng. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng bạn nên tránh nước, tránh ẩm. Có như vậy mới duy trì độ bền cũng như tính thẩm mỹ cho sản phẩm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nhấn like và đăng ký kênh để xem thêm nhiều video mới từ Oba nhé!